Xin chào các em, tôi là bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, bộ môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bài thực tin bẩm sinh, đó là bài thông liên thất. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 6 mục tiêu. Đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu về phôi thai học của tật thông liên thất là gì, trình bày được các hình thái học của tật thông liên thất, vận dụng cơ chế sinh bệnh giải thích các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của tật thông liên thất. Thứ tư là chẩn đoán được tật thông liên thất là gì. Thứ năm là chúng ta sẽ trình bày được nguyên tắc điều trị của bệnh thông liên thất, trình bày diễn tiến và các biến chứng thường gặp của tật thông liên thất. Đây là nội dung của bài giảng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ có 8 phần. Chúng ta sẽ đến với phần định nghĩa. Đầu tiên, thông liên thất là một tật tim do khiếm khuyết bẩm sinh vách liên thất và có sự thông thương giữa hai tâm thất qua một hay nhiều lỗ thông nằm trên vách liên thất. Thì tần suất thì chúng ta thấy rằng là thông liên thất là một tật tim bẩm sinh thường gặp nhất, chiếm 20 đến 30%. Với siêu âm tim thì tần suất mắc của thông liên thất đã tăng lên từ 5 cho đến 50 trên 1.000 trẻ sinh ra còn sống. Tần suất thông liên thất ở dưới đại động mạch thì chiếm 30% dân số châu Á so với 5% dân số châu Âu. Thông liên thất phần cơ bè thì gặp ở dân số châu Âu nhiều hơn ở châu Á. Nguyên nhân của thông liên thất thì cho đến nay người ta thấy rằng là có liên quan đến các đột biến gen TBX5, GATA4, đột biến nhiễm sắc thể như trisomy 21 là thường gặp nhất. Sau đó là trisomy 18, trisomy 13. Chúng ta sẽ nhắc một chút xíu về phôi thai học. Thì quá trình mầm tim được hình thành giữa tuần thứ 3 từ trung bì. Ống tim nguyên thủy của chúng ta thì hình thành đầu tuần thứ 4 gồm có 5 đoạn. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có đoạn là hành tim, ha. Rồi hành động mạch, tâm thất nguyên thủy, tâm nhĩ nguyên thủy và xoang tĩnh mạch. Đây, tâm nhĩ nguyên thủy và xoang tĩnh mạch. Thì cái hành động mạch của chúng ta đó thì sẽ tạo thành cái gì? Hành động mạch thì sẽ phát triển thành thân động mạch và nón động mạch. Đây. Thân động mạch thì tạo ra rễ và đoạn gần của động mạch chủ và động mạch phổi. Nón thân động mạch thì sẽ tạo ra phần phễu của hai tâm thất. Còn cái phần hành tim này thì sẽ phát triển tạo ra tâm thất phải. Tâm thất nguyên thủy thì sẽ phát triển thành tâm thất trái nguyên thủy. Vì sẽ tạo ra phần lớn là tâm thất trái vĩnh viễn. Đây. Còn cái đoạn nối hành thất, có nghĩa là cái rãnh hành thất thì vẫn giữ hẹp như lúc đầu và tạo ra các lỗ thông liên thất, các lỗ liên thất. Tâm nhĩ nguyên thủy, chúng ta thấy rằng là cái tâm nhĩ nguyên thủy đây, ở chỗ này. Thì cái tâm nhĩ nguyên thủy này thì sẽ phát triển sang hai bên và ôm lấy cái đoạn bụng hơn của tim, tức là đoạn trên của hành tim và đoạn thân nón động mạch. Cái rãnh nối nhĩ thất, ha, cái rãnh nối nhĩ thất thì sẽ vẫn hẹp như lúc ban đầu, sẽ tạo thành ống nhĩ thất làm thông đoạn bên trái của tâm nhĩ nguyên thủy và tâm thất nguyên thủy. Trong quá trình phát triển tiếp theo của ống tim nguyên thủy để trở thành tim vĩnh viễn thì chúng ta sẽ thấy có ba hiện tượng chính rất quan trọng xảy ra đồng thời. Đầu tiên là sự dài ra và gấp khúc của ống tim nguyên thủy. Đây, sự dài ra ha và gấp khúc. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy là sự bành trướng không đều của các đoạn ống tim nguyên thủy và sự tạo ra các vách ngăn của tim. Các vách ngăn chính của tim được hình thành khoảng từ ngày thứ 27 đến ngày thứ 37 của quá trình phát triển. Tâm thất phải hay còn gọi là hành tim và tâm thất trái thì thường là xuất phát từ tâm thất nguyên thủy, được ngăn cách bởi một vách người ta gọi là vách liên thất nguyên thủy. Đó. Xuất hiện ở đoạn đuôi và ở ranh giới giữa hành tim và tâm thất nguyên thủy. Vách liên thất nguyên thủy thì tạo ra đoạn cơ của vách liên thất vĩnh viễn. Sự phát triển nhanh của các vách liên thất nguyên thủy làm hẹp lối thông giữa các tâm thất và tạm thời thì tạo ra một lỗ thông liên thất. Lỗ này sẽ mau chóng bị bít lại do sự phát triển của vách ngăn thân nón động mạch. Và vách ngăn ống nhĩ thất về phía bờ tự do và sát nhập với bờ tự do của vách liên thất nguyên thủy tạo ra đoạn màng của vách liên thất vĩnh viễn. Thì các bất thường khác có thể kết hợp nếu quá trình hợp nhất ba thành phần trên không thành công. Vách thân nón động mạch không kết hợp được với bờ tự do của vách liên thất nguyên thủy sẽ dẫn tới tật thông liên thất phần màng. Vách thân nón động mạch bị lệch về phía động mạch phổi thì sẽ dẫn đến tật tứ chứng pha lô. Vách thân nón động mạch không phát triển thì dễ dẫn tới tật là thân trung động mạch. Vách liên thất không kết hợp được với van nhĩ thất thì sẽ dẫn đến tật kinh nhĩ thất. Rồi, về hình thái học thì như chúng ta thấy trên hình vẽ, chúng ta sẽ có 4 vị trí. Đầu tiên là thông liên thất phần quanh màng hay còn gọi là thông liên thất dưới động mạch chủ. Đây là cái thông liên thất mà chiếm từ 70 đến 80%, có nghĩa là thường gặp nhất. Thứ hai là chúng ta thấy là thông liên thất phần buồng thoát, có nghĩa là
từ dưới van động mạch phổi ha, và chúng ta nhìn là nhìn từ cái tim phải chúng ta nhìn qua. Và cái thông liên thất phần cơ bè thì có vùng trước và thông cơ thân thất cơ bè vùng mõm. Và cái hình thái thứ tư đó là thông liên thất phần nhận, thì là nằm ngay ở phía sau chỗ nối giữa van ba lá và van hai lá. Thì chúng ta biết rằng là trong bốn cái hình thái này thì cái thông liên thất phần quanh màng là chiếm tỷ lệ cao nhất, còn ba cái vị trí kia thì nó chiếm tỷ lệ từ 5 cho đến 20%. Vậy thì tại sao mà người ta lại chia ra thành bốn cái hình thái này? Thì đầu tiên á là chúng ta sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng đến các cái vị, nó ảnh hưởng là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta quyết định trong cái việc mà can thiệp và những cái cấu trúc lân cận của nó. Thì chúng ta thấy rằng là thông liên thất phần quanh màng, các vị trí lân cận của cái thông liên thất phần quanh màng này thì chúng ta có thể rất là dễ dàng nhận thấy, đó là các cấu trúc của van ba lá nè. Và cái bó hít thì nó nằm ở 1/4 sau dưới của lỗ thông liên thất. Đó. Còn thông liên thất phần buồng thoát thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ được bao quanh là cái van tổ chim của động mạch phổi và động mạch chủ. Và nó gần như là xa cái đường dẫn truyền. Còn thông liên thất phần nhận là gần với đường dẫn truyền nhất. Ha, cái bó hít này nó nằm ở phần 1/4 trên trước của lỗ thông liên thất. Còn thông liên thất cơ bè thì nó bao quanh là cơ bè, và thông thường ở cái vị trí cơ bè này chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ thường là có nhiều lỗ. Vậy thì chúng ta vận dụng vào trong lâm sàng như thế nào? Thì các bạn biết rằng là khi mà chúng ta xác định được đó là vị trí thông liên thất phần quanh màng, thì khi phẫu thuật và lỗ thông phá lỗ thông thì chúng ta sẽ phải rất là chú ý, bởi vì có thể sẽ dẫn đến chuyện là gây ra block nhĩ thất. Ha, tương tự như vậy đối với phần thông liên thất phần nhận. Còn thông liên thất phần buồng thoát hay là thông liên thất phần cơ bè thì nó xa hệ thống dẫn truyền, nên mà cái khả năng mà nó bị block á, thì rất là hiếm xảy ra. Đây là một cái bản tóm tắt lại, nói lại về những cái cấu trúc lân cận của cái bốn cái vị trí mà chúng ta thường gặp trong thông liên thất. Vậy thì sinh lý bệnh của thông liên thất thì sẽ phụ thuộc vào cái gì? Đầu tiên là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là mức độ nặng của nó sẽ phụ thuộc vào kích thước lỗ thông và kháng lực mạch máu phổi so với ngoại biên. Ha, và điều này nó sẽ còn phụ thuộc vào cái lưu lượng luồng thông và cái chiều của luồng thông. Vậy thì kích thước lỗ thông, nếu kích thước lỗ thông càng lớn thì sao ạ? Nếu khi kích thước lỗ thông càng lớn mà kháng lực mạch máu phổi càng nhỏ thì lưu lượng luồng thông trái phải sẽ càng lớn. Khi mà kháng lực mạch máu phổi lớn hơn kháng lực mạch máu ngoại biên thì lúc này sẽ dẫn đến một tình trạng người ta gọi là đảo sinh, hay hay chúng ta thường hay nói đó là Essemenger. Thì chúng ta chia ra là thứ nhất là thông liên thất hạn chế. Thì thông liên thất hạn chế thì là một cái loại thông liên thất nhỏ thôi, và cái luồng thông xảy ra nó sẽ là tại chỗ. Đối với những cái thông liên thất hạn chế này, nó lỗ nhỏ như thế này á thì nó lại ít phụ thuộc vào kháng lực mạch máu phổi. Và chúng ta thấy rằng là vì cái lưu lượng nó ít như vậy nên là nó dẫn đến là cái động mạch phổi của chúng ta nó sẽ giãn rất là nhẹ thôi. Và chính vì như vậy thì máu lên phổi thì nó cũng sẽ không quá nhiều, và lúc này trở về nhĩ trái cũng không nhiều, do đó sẽ làm cái thất trái của chúng ta cũng sẽ không có tăng gánh thể tích quá nhiều trong một cái thông liên thất hạn chế. Còn một cái thông liên thất trung bình thì lưu lượng nó sẽ lớn hơn, và chính vì lưu lượng nó lớn hơn như vậy nên nó sẽ gây ra giãn cái động mạch phổi nè. Chúng ta sẽ thấy là lưu lượng của nhĩ trái nó sẽ nhiều, và lúc này thì thất trái nó sẽ tự tăng gánh thể tích tâm trương của thất trái, do đó thất trái thường là sẽ giãn. Còn một cái thông liên thất lớn ha thì lưu lượng lên máu lên phổi sẽ rất là nhiều, và lúc này thì nhĩ trái thất trái sẽ giãn rất là to. Và lúc này á với một cái thông liên thất rộng như thế này thì có thể dẫn đến cân bằng áp lực, và lúc này thì thất phải nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái thông liên thất này nó sẽ dẫn đến chuyện gì? Đầu tiên là nó sẽ dẫn đến làm tăng lưu lượng máu lên phổi. Thứ hai là khi mà máu lên phổi nhiều thì sẽ trở về nhĩ trái nhiều, thì sẽ trở về tim trái nhiều, do đó nó sẽ gây tăng gánh tâm trương của thất trái. Ha, và khi nó tăng gánh tâm trương của thất trái nhưng mà lỗ thông liên thất lớn, nó máu lên phổi nhiều thì nó sẽ gây ra một cái chuyện nữa là làm giảm lưu lượng máu ra ngoài biên. Vậy thì khi mà tăng lưu lượng máu lên phổi kéo dài thì sẽ dẫn đến chuyện gì? Chúng ta sẽ thấy rằng đầu tiên là nó sẽ làm thay đổi cấu trúc mạch máu phổi. Và khi thay đổi cấu trúc mạch máu phổi như vậy thì trên giải phẫu bệnh chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có 6 giai đoạn. Ha, và khi nó làm thay đổi theo thời gian sẽ dẫn đến là tăng kháng lực mạch máu phổi. Và khi mà kháng lực mạch máu phổi đã tăng lên thì lúc này
nó máu lên phổi nó sẽ giảm ha, thì lúc này giảm máu về tim trái, nhĩ và thất trái lúc này nó sẽ không lớn như trong giai đoạn đầu, và chiều của luồng thông lúc này nó sẽ phụ thuộc vào kháng lực mạch máu phổi, và trong giai đoạn này thì kháng lực máu phổi nó đã tăng lên nên là luồng thông nó sẽ đảo chiều, và lúc này người ta gọi nó là hội chứng Essenmenger. Vậy thì có nghĩa rằng là đối với một bệnh tim có tật thông liên thất thì lỗ càng lớn thì lưu lượng máu lên phổi sẽ càng nhiều, thì theo thời gian cái chuyện mà có thể xảy ra đó là làm tăng áp phổi. Thì tăng áp phổi chúng ta thấy rằng là có thể do tăng lưu lượng hoặc là do tăng kháng lực. Ở giai đoạn đầu thì là do tăng lưu lượng, nhưng đến từ giai đoạn sau thì khi đó là do tăng kháng lực. Và khi tăng kháng lực rồi mà kháng lực phổi mà nó cao hơn kháng lực hệ thống thì sẽ dẫn đến tình trạng người ta gọi đó là đảo sên. Thì việc của chúng ta là gì? Để chúng ta hiểu cái sinh lý bệnh như vậy, để chúng ta làm sao để giúp cho bệnh nhân đừng có rơi vào cái giai đoạn mà người ta gọi là đảo sên nữa. Bởi vì khi mà vào giai đoạn này rồi thì cái khả năng mà chúng ta phẫu thuật cho bệnh nhân thì không còn nữa. Đây thì chúng ta thấy rằng là thông liên thất trong giai đoạn sớm thì các bạn thấy rằng rõ ràng là QB trên QS là 3:1, có nghĩa là điều này người ta chứng minh là gì? Là trong giai đoạn sớm thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là máu lên phổi nó sẽ rất là nhiều. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy lưu lượng máu chia cho lưu lượng hệ thống thì nó tăng. Bình thường của chúng ta thì thường là 1. Đến và cái diễn tiến như vậy thì đến giai đoạn muộn hơn thì khi kháng lực phổi đã bắt đầu tăng rồi thì máu lên phổi sẽ không còn nhiều nữa. Và lúc đó thì cái QB trên QS sẽ bắt đầu nó không còn tăng như giai đoạn 1 thì nó sẽ thấy đó, chúng ta thấy là nó giảm ha. Rồi. Và đến giai đoạn mà nó giai đoạn cuối nè thì thấy rằng là rõ ràng là lúc này lưu lượng máu lên phổi nó giảm ha, bởi vì nó đảo sên rồi. Và để mà biết rõ được á thì chúng ta làm sinh thiết phổi thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự thay đổi này nó sẽ diễn tiến qua 6 giai đoạn. Nhưng mà thông thường trên lâm sàng thì chúng ta chỉ phân chia thành 3 giai đoạn mà thôi. Thì giai đoạn 1 thì là do là tăng lưu lượng máu lên phổi, nhưng giai đoạn 2 là sẽ do tăng kháng lực phổi, nhưng đến giai đoạn 3 thì có nghĩa là kháng lực phổi tăng và cao hơn cả kháng lực hệ thống. Vậy thì để chẩn đoán một cái thông liên thất thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng ha. Mà trong đó lâm sàng thì sẽ có gồm triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Cận lâm sàng thì chúng ta sẽ có một cái X quang, một cái điện tâm đồ và một cái bản siêu âm tim. Thì đầu tiên về triệu chứng lâm sàng thì chúng ta có triệu chứng cơ năng. Thì như hồi nãy chúng ta đã biết rằng là thì cái sinh lý bệnh nó sẽ khác nhau giữa thông liên thất lỗ nhỏ, lỗ trung bình và lỗ lớn. Và chính vì như vậy nên cái triệu chứng cơ năng này nó cũng sẽ thay đổi tùy theo vào kích thước lỗ thông và kháng lực mạch máu phổi, mức độ ảnh hưởng của nó lên cái chức năng tim như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các thông liên thất lỗ nhỏ thì gần như là trẻ sẽ không có triệu chứng gì. Nhưng khi bắt đầu từ thông liên thất trung bình trở lên thì bắt đầu triệu chứng sẽ xuất hiện 2 tuần đầu sau sanh. Tại sao lại có cái mốc 2 tuần này ạ? Thì chúng ta đã học trong cái bài về hệ tuần hoàn của trẻ em á, thì thấy rằng là trong kháng lực mạch máu phổi sau khi trẻ sinh ra thì sẽ bắt đầu có khuynh hướng giảm. Và người ta ghi nhận rằng là cái kháng lực này nó giảm từ 2 tuần, bắt đầu từ 2 tuần. Và khi kháng lực phổi giảm như vậy thì máu nó sẽ sao ạ? Nó sẽ ồ ạt lên phổi, và chính vì như vậy nên là nó bắt đầu xuất hiện triệu chứng trong giai đoạn này. Tuy nhiên cái kháng lực phổi này nó sẽ trở về bình thường thì sau 3 tháng tuổi. Nên là cái triệu chứng xuất hiện này nó có thể bắt đầu từ 2 tuần nhưng nó cũng có thể chậm hơn trong vòng 3 đến 3 tháng. Thì lúc này khi mà máu ồ ạt lên phổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là trẻ sẽ bắt đầu có triệu chứng là viêm phổi nè, trẻ sẽ bắt đầu có ăn bú kém nè, có chậm phát triển cân nặng và thậm chí là trẻ sẽ bắt đầu có triệu chứng suy tim như là mệt mỏi, bú kém, tiểu ít. Nếu như trong bệnh nhân mà nhập viện trong bệnh cảnh suy tim cấp thì chúng ta có thể thấy rằng là trẻ sẽ có phù, có khó thở, có vã mồ hôi, đặc biệt là khi gắng sức. Và khi chúng ta thấy có tình trạng đảo sên thì sẽ xuất hiện tím trung ương, bởi vì lúc đó sẽ có sên phải trái ở trong tim. Còn về triệu chứng thực thể thì chúng ta thấy rằng là một cái thông liên thất vừa hoặc là lớn thì chúng ta sẽ thấy rằng là trẻ sẽ có những cái dấu hiệu như là chậm phát triển bề mặt thể chất, trẻ sẽ có dấu hiệu của tăng lưu lượng máu lên phổi, trẻ sẽ có triệu chứng của suy tim rất là sớm. Và một cái âm thổi tâm thu, toàn tâm thu là một cái triệu chứng rất là đặc trưng cho thông liên thất. Và cái âm thổi tâm thu này thường là âm thổi toàn thì tâm thu ha. Và chúng ta sẽ khám thấy dấu hiệu của tăng gánh thể tích tim trái, chúng ta có thể khám thấy dấu hiệu của giảm cung lượng tim và ứ huyết. Thì ngoài ra
À, tùy theo từng vị trí mà sẽ còn có những cái biến chứng có thể gặp. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là có thể có xa van động mạch chủ nè, chúng ta có thể thấy là có sinh thất trái nhĩ phải do cái van ba lá bị tổn thương, hoặc là chúng ta sẽ có ngoài ra có những cái biến chứng khác như là viêm phổi hay là viêm nội tâm màng nhiễm trùng. À, đây là chúng ta thấy rằng rõ ràng đây là một cái hình ảnh miêu tả cái âm thổi của thông liên thất. Thì cái âm thổi thông liên thất thì nó thường là nó ở vị trí là ở tầm thất. Thì đối với trẻ em thì cái vị trí âm thổi nó quan trọng hơn là hướng lan, bởi vì những em bé mà có tim bẩm sinh, mà nhất là tim bẩm sinh có tăng lưu lượng máu lên phổi, thì thường là trẻ thường có những cái triệu chứng của giảm suy dinh dưỡng, rồi trẻ sẽ gầy mòn, thể trạng rất là nhỏ, nên là cái lồng ngực nó rất là nhỏ, nên có thể là mình sẽ nghe âm thổi nó rất là nó lan đi rất là nhiều vị trí. Tuy nhiên là cái âm thổi mà mình nghe lớn nhất thì thường là nó ở tầm thất, ở khoảng liên sườn 3, liên sườn 4 bờ trái xương ức. Và cái âm thổi này á, nó là âm thổi toàn thị tâm thu ha, và nó tùy theo nếu như mà lỗ càng nhỏ thì âm thổi sẽ càng lớn. Đây các bạn thấy không? Đó, nếu mà lỗ lớn hơn thì âm thổi nó sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên có một cái là âm thổi trong thông liên thất cơ bè ha, cái này là muscular VSD, là thông liên thất cơ bè. Thì các bạn thấy rằng là nếu như là âm thổi trong thông liên thất phần quanh màng thì là âm thổi toàn thị tâm thu, thì thông liên thất trong phần cơ bè này chỉ là âm thổi đầu thời kỳ tâm thu mà thôi. Bởi vì cái bản chất của cái thông liên thất này nó là phần cơ, và vì nó là phần cơ nên là khi mà trong thời kỳ mà tâm thức co lại thì cái phần cơ đó nó sẽ co lại, do đó cái lưu lượng mà nó qua cái lỗ thông liên thất nó chỉ nhiều trong giai đoạn đầu thời kỳ tâm thu mà thôi. Do đó các bạn có thể không nghe thấy một âm thổi toàn thị tâm thu như là của thông liên thất phần quanh màng. À, chúng ta sẽ qua với phần cận lâm sàng. Thì đầu tiên là X quang phổi. Thì X quang phổi sẽ cũng thể tùy thuộc vào kích thước của lỗ thông. Đối với một cái thông liên thất lỗ nhỏ thì hình ảnh ít. Đối với một cái thông liên thất lỗ nhỏ thì hình ảnh X quang ngực gần như là bình thường. Còn đối với một cái lỗ thông liên thất vừa thì chúng ta sẽ thấy có hình ảnh bóng tim to và ưu thế là tim bên trái. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy cung động mạch phổi phồng. Còn đối với thông liên thất lỗ lớn thì lúc này nếu mà kháng lực mạch máu phổi chỉ tăng nhẹ thôi thì chúng ta có thể thấy bóng tim to cả hai bên tim, cả hai thất. Nhưng nếu như có tình trạng là đảo sinh SMR thì chúng ta sẽ thấy một hình ảnh cắt cục. Cắt cục là sao ạ? À? Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy cung động mạch phổi phồng, rốn phổi đậm, thì theo một cái logic thông thường thì chúng ta sẽ thấy rằng là mạch máu nó sẽ ra một phần ba ngoài phía trường. Tuy nhiên trong giai đoạn đảo sinh thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là hai phía trường sẽ tăng sáng. Lúc này thì mạch máu ra hai phía trường sẽ không còn nhiều nữa. Và đó là một trong những dấu hiệu trên X quang để gợi ý cho chúng ta rằng là bệnh nhân đã vào giai đoạn là SMJ. À, cái thứ hai là một cái điện tâm đồ. Thì rõ ràng là các bạn cũng hiểu rằng là vì là một cái điện tâm đồ sẽ có hình ảnh như thế nào ạ? À? Đầu tiên nếu như nó là lỗ nhỏ thì điện tâm đồ hình như gần như là bình thường. Còn nếu nó là lỗ trung bình thì chúng ta sẽ thấy một cái dấu hiệu của dày nhĩ trái, thất trái. Nhưng mà nhớ là theo kiểu tăng gánh tâm trương, bởi vì nó tăng gánh về mặt thể tích. Thông liên thất to mà không hạn chế, có nghĩa là mình vẫn còn nghe thấy âm thổi, thì chúng ta có thể thấy hình ảnh của lớn hai thất ha. À, thông liên thất mà đảo luồng sinh thì chúng ta chỉ thấy hình ảnh của lớn thất phải thôi, nhưng mà lúc này là do tăng gánh về mặt áp lực. Siêu âm tim là một cái phương tiện mà giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác nhất, và nó cũng góp phần quyết định cái hướng điều trị cũng như là chúng ta theo dõi các biến chứng sau hậu phẫu. Vậy thì một cái siêu âm tim của một cái thông liên thất thì chúng ta cần phải xác định những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định vị trí của nó. Thì như hồi nãy chúng ta đã nói thì các vị trí của nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định là chúng ta sẽ can thiệp bằng phương pháp nào, cũng như là vị trí sẽ giúp cho chúng ta xác định được những cái cấu trúc lân cận và cũng như là những cái biến chứng nó đặc trưng cho cái vị trí đó ha. Và cái thứ hai là cái kích thước của lỗ thông liên thất. Thì trên siêu âm tim cái kích thước lỗ thông liên thất thì chúng ta sẽ được so sánh với kích thước của van động mạch chủ trong thời kỳ tâm thu. Kích thước thì sẽ được đo so sánh với kích thước của vòng van động mạch chủ. Nếu như nhỏ hơn 1 phần 3 thì là lỗ nhỏ, từ 1 phần 3 đến 2 phần 3 thì là lỗ trung bình, còn lớn hơn 2 phần 3 thì là lỗ lớn. Cái thứ ba đó là chiều và lưu lượng luồng thông. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì thông thường chúng ta biết rằng là nếu như một cái lỗ thông liên thất thì thường nó sẽ có sinh trái phải. Tuy nhiên nếu như nó có tăng áp phổi bắt đầu do tăng kháng lực thì sinh lúc này có thể đảo chiều hai chiều, rồi sau đó để đảo sinh thành sinh phải trái, thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái này.
Thứ tư là chúng ta sẽ xác định cái lỗ thông liên thất này nó ảnh hưởng đến chức năng tim như thế nào, bằng cách là chúng ta thấy rằng là nó có kèm theo hở van hai lá hay không, nó có kèm theo giãn tim trái chưa, đánh giá về có tăng áp phổi hay chưa đó, rồi đánh giá về chức năng co bóp của tim như thế nào, thì đó là ảnh hưởng của lỗ thông liên thất đến chức năng tim. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ xác định các tổn thương đi kèm với thông liên thất. Thì khi mà chúng ta đã có triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm sàng thì chúng ta có thể giúp chúng ta chẩn đoán xác định được rằng là bệnh nhân của chúng ta có một cái thông liên thất và cái thông liên thất này nó thuộc cái vị trí gì. Thông tim thì thật ra thì mà chỉ được đặt ra trong cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ rằng là bệnh nhân đã trong cái giai đoạn mà tăng kháng lực mạch bóc phổi rồi, thì lúc đó chúng ta mới đi thông tim cho bệnh nhân thôi, bởi vì thông tim cũng là một cái phương pháp xâm lấn giúp chúng ta sẽ khảo sát được huyết động, đặc biệt là chúng ta sẽ đo được cái kháng lực mạch bóc phổi để giúp chúng ta quyết định xem là bệnh nhân này còn chỉ định phẫu thuật hay không ha. Do đó là không có phải là chúng ta làm thường quy. Ngày nay thì với cái vai trò của chẩn đoán tiền sản là cực kỳ quan trọng, tuy nhiên thì không phải một cái thông liên thất nào chúng ta cũng có thể chẩn đoán được trong thai kỳ. Hầu hết thì sẽ xác định được khi mà thai trên 20 tuần. Thì đối với những cái thông liên thất đơn độc mà có kích thước lớn hơn 2 3 mm thì chúng ta sẽ xác định được ở trong thai kỳ. Vậy chúng ta sẽ qua cái phần là diễn tiến tự nhiên, thì chúng ta thấy rõ ràng là đối với thông liên thất phần buồng nhận và phần buồng thoát thì không tự đóng được. Điều đó nó sẽ giúp ích điều gì chúng ta trong cái việc chúng ta quyết định rằng là bệnh nhân này có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không. Bởi vì nếu như chúng ta xác định là thông liên thất phần buồng nhận và buồng thoát thì không tự đóng được, nếu như nó có ảnh hưởng đến chức năng tim rồi thì giúp cho chúng ta có thể quyết định được là bệnh nhân này cần phải can thiệp. Còn đối với một cái thông liên thất phần quanh màng và phần cơ bè thì nó có thể nhỏ dần, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà nó có thể bứt trong 6 tháng đầu là chiếm khoảng 40%. Và có những một số cái ca người ta báo cáo là thấy thấy rằng là có thể thậm chí là đến 8 tuổi thì nó mới bứt. Nhưng mà không cái càng về cái tuổi về sau thì cái tỷ lệ mà nó có khả năng tự bứt của nó đó thì sẽ giảm xuống. Và cái suy tim thì thường chỉ xảy ra ở trẻ có thông liên thất lớn sau 2 tháng tuổi ha, là cái mốc mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái kháng lực mạch máu phổi nó giảm đó. Rồi bệnh lý mạch máu phổi thì xảy ra ở trẻ từ 6 cho đến 12 tháng tuổi đối với một cái thông liên thất lớn nhé. Vậy thì có nghĩa là chúng ta thấy rằng là thông liên thất lớn thì nó sẽ biểu hiện lâm sàng rất là sớm ở trong tuổi nhũ nhi, và chúng ta cần phải can thiệp sớm cho trẻ. Và cái Asperger này á, nó thường xảy ra ở trẻ trên 10 tuổi. Rồi cái hẹp phễu động mạch phổi này có thể xảy ra ở một số trẻ thông liên thất lớn. Và nó có thể là hậu quả của một tình huống là người ta gọi là tổn thương do cái dòng chảy hay hay còn gọi là jet lesion đó, trong một cái thông liên thất phần buồng thoát, thì lúc đó nó có thể gây ra hẹp phễu động mạch phổi. Một cái trong trường hợp là chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có thông liên thất mà kèm với hẹp phổi nhẹ thì người ta hay thường gọi đó là tứ chứng pha lô hồng. Vậy thì điều trị thông liên thất, chúng ta sẽ có điều trị nội khoa và điều trị can thiệp. Thì điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ chú ý đến 4 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ điều trị suy tim, điều trị biến chứng viêm phổi và tăng áp phổi, chúng ta dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, điều trị về dinh dưỡng, chúng ta sẽ điều trị để mà phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt. Còn về can thiệp thì chúng ta sẽ có hai phương pháp là thông tim và chúng ta sẽ có phẫu thuật phá lỗ thông. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chỉ định đóng thông liên thất ha. Thì thông liên thất sẽ đóng trong trường hợp là thông liên thất lớn. Thông liên thất lớn là gì? Là có triệu chứng suy tim, tim to, chậm tăng trưởng, thường xuyên nhiễm trùng phổi, lưu lượng máu lên phổi chia cho lưu lượng máu hệ thống thì lớn hơn 2. Hoặc là thông liên thất đã có biến chứng như là xa van động mạch chủ gây hở chủ nè, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nè, tăng áp phổi nè, nhưng mà kháng lực mạch máu phổi lúc này chia cho kháng lực mạch máu hệ thống thì vẫn nhỏ hơn 0,5 đo bằng thông tim ha. Chống chỉ định đóng thông liên thất là trong trường hợp mà nó có sinh phải trái hay người ta gọi là hội chứng Asperger, tăng áp động mạch phổi nặng với kháng lực mạch máu phổi lớn hơn 8 đơn vị Quốc, hoặc là cái tỷ lệ giữa kháng lực mạch máu phổi chia cho kháng lực mạch máu hệ thống nó lớn hơn 0,5, thì lúc đó là chúng ta là chống chỉ định đóng cái lỗ thông liên thất. Thì đây là cái dụng cụ Amplatzer trong đóng thông liên thất bằng thông tim. Thì các bạn có thể thấy ha, chúng ta đi các bạn thấy rằng chúng ta đi một cái ca một cái gai quai ha, nó đi vô cái này là tĩnh mạch chủ dưới ha, đi vào nhĩ phải,
xong rồi xuống thất phải, rồi chúng ta sẽ đi qua cái lỗ thông liên thất này, đúng không ạ? Nhưng mà không có phải dễ đâu ạ. Trong thông tin thì chúng ta phải dùng một cái thủ thuật là nhiều khi là chúng ta sẽ đi cái gai hoa này lên động mạch phổi, sau đó chúng ta sẽ dùng một cái guide thứ hai, rồi sau đó chúng ta đi theo đường động mạch chủ xuống thất trái, qua cái lỗ thông liên thất này cũng lên động mạch phổi, sau đó chúng ta sẽ bắt cái gai hoa đó và chúng ta sẽ tạo thành một cái thông nối tĩnh mạch động mạch, rồi sau đó chúng ta mới thả dù ha. Thì đây là một cái phương pháp đóng dù qua cái thông tim. Rồi, còn đây là phương pháp điều trị tạm thời hay còn gọi là bending động mạch phổi, dịch ra là phẫu thuật mà thắt gốc động mạch phổi. Thì cái trường hợp này có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cái động mạch phổi nó nhỏ lại để làm giảm cái lưu lượng máu lên phổi. Thì những cái tình huống là ví dụ như chúng ta có những cái lỗ thông liên thất phần cơ bè quá nhiều lỗ và nó đặc biệt là nó ở gần mõm mà chúng ta không thể tiếp cận được bằng đường phẫu thuật, thì chúng ta phải, mà bệnh nhân suy tim quá nặng thì chúng ta có thể thắt cái động mạch phổi này lại ha. Hoặc là trong tình trạng mà bệnh nhân đang trong một cái tình trạng nhiễm trùng quá nặng mà chúng ta chưa có thể điều trị phẫu thuật triệt để được, thì chúng ta sẽ làm một cái phẫu thuật tạm thời. Rồi, thì đối với phẫu thuật triệt để thì là phải có chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Do đó là gì? Như hồi nãy nói là nếu trong tình trạng mà bệnh nhân đang nhiễm trùng nặng hoặc là rối loạn đông máu nặng thì chúng ta không có thể nào mà phẫu thuật triệt để được. Trong trường hợp mà nó đủ chỉ định để phẫu thuật triệt để thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có thể sử dụng màng ngoài tim hoặc là chúng ta sử dụng cái mảnh vá Teflon để chúng ta vá cái lỗ thông lại. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng là biến chứng sau phẫu thuật á, nó cũng có nhưng mà nó không phải là quá nhiều. Chúng ta thấy có thể có block nhánh phải nè, có sưng tùng lưu chiếm khoảng 5%, hở van ba lá, van động mạch chủ, có thể có biến chứng thần kinh ha. Tỷ lệ liên quan đến tử vong thì càng ngày càng thấp ha, dưới 1%. Đặc biệt nhưng mà nó sẽ đặc biệt cái tỷ lệ tử vong này nó lại tập trung vào cái nhóm tuổi là trẻ nhỏ hơn 2 tháng tuổi nè, nó có thông liên thất nhiều lỗ hoặc là nó kèm theo các dị tật khác, ví dụ như là hẹp e động mạch chủ ha, hoặc là những cái tim bẩm sinh phức tạp khác. Đây là một cái thủ thuật hybrid ha, là cái thủ thuật mà chúng ta có thể đóng cái lỗ thông liên thất bằng dụng cụ qua mở thành ngực nhưng chúng ta không chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Cái này thì chỉ định cho cái trẻ mà quá nhỏ mà cân nặng thấp, chúng ta khó tiếp cận được bằng đường mạch máu. Thì các bạn thấy rằng là lúc này chúng ta mở thành ngực ra nhưng sau đó là chúng ta sẽ dùng cái dù để đóng lại cái lỗ thông liên thất này ha. Thì nó sẽ dùng cho bệnh nhân mà cái cân nặng quá thấp mà bệnh nhân lại có biến chứng suy tim quá mà không đáp ứng với điều trị nội khoa mà chúng ta không thể phẫu thuật triệt để được, hoặc chúng ta cũng không thể mà làm thông tim bằng cái đường đường thông nối động tĩnh mạch động mạch như hồi nãy tôi nói, thì chúng ta sẽ phải làm cái thủ thuật này. Đó là những cái phần mà trong cái bài thông liên thất. Thì mong rằng là sau cái bài giảng này thì các bạn đã nắm được những cái phần cơ bản nhất về cái tật tim thông liên thất này.